Ở tụi em buồn quá anh em ơi, không biết làm gì hết. Giờ quay clip cho anh em coi. Bên em còn nhiều nhái gỗ lắm nha, gỗ lóc bông nè, có thể lớn thì nhỏ đầy đủ. Nhái tay rô, nhái gỗ tay rô, SOS của lùng dài, dinner của Thái Lan lưỡi ra ma sư luôn nè, mấy mồi chích nhỏ nè, 7 gram, 18 gram, đủ màu, chippy này video chim mai của Trung Quốc nha, rồi mấy mồi câu chẹt, củ chu ly, đặc biệt chu ly làm mấy bao bì đẹp lắm nha mọi người, tức cũng ok, em ăn chín nè, tới mùa cá cháp rồi nè. Anh em mua và chính về cái cháp nha. Rồi, này là mồi của tài rô. V55 Ru lua VX5 Đơm 95 FX90 Hiroshima Tên Dạ Quang ra. Con này lắp y chang Shimano luôn nè. Nhưng mà rẻ lắm nha mọi người. Giá đâu đó có 120.000 thôi, nhưng mà con Shimano mắc lắm, 400 mấy lần. Hình như là 380 như vậy, nhớ không lầm là 380. Nhé hơi này nha. Ở trên là Lotting. Ở dưới là 12 gram sinking nha, ba màu này là 12 gram sinking. Kê đa của tài rô đặc sắc giờ mát có tiêu chuẩn lý vô vô 77 vô 100 đến số số 85 có đủ size luôn, phục vụ anh em từ A đến Z. Đại Hoa cũng có, Phục Vụ Tô cũng có, Novi cũng có, đầy đủ. Phép mình mới về luôn. Đây thì em có rất lâu đang chờ. Dây biển em có Duel nè. Duel em gần như là tương đối đầy đủ, từ 1.5 số 2, 2.5 số 4, số 5 leader có đầy đủ luôn. BR4 lõi, BR8 lõi, Berabara leader của Daiwa. Đó. Worm dành cho anh em thích quýnh hồ và quýnh nhóng nè. Lửa dít đây, lưỡi dít đây, đầy đủ lưỡi câu tôm, lưỡi dít hát mềm mềm, lưỡi dít hát Trung Quốc, Galaxy 5.0, 3.0 thì chắc phải qua 20 mới có, 3.0 với một sạc không với lại ba sạc không, chắc phải qua 30 mới có, hai mà có Bunsi. Rồi vàng mồi biển, mồi của tài rô này mọi người làm đẹp lắm, chi tiết làm rất là đẹp luôn nha, nắm rất là ok luôn. Mồi này em đang khuyến mãi nha, free ship cho mọi người luôn, giá 450-500, nó nguyên hàng này là em free ship hết, anh em nào mà mua kèm đơn là em free ship luôn. Rồi vàng mồi dứt, cái này là gắn vô thùng mây hô nha, cắm cần nha, dứt lớn dứt nhỏ gì 500g 300g gì em có đầy đủ nha mọi người. Mùa này em ít đăng cần lắm, tại vì cần không có ship đi được á, cho nên em ít đăng lắm.
mùa này dịch giả không có ship được hàng á, mấy cái hàng cồng kềnh mấy bên đơn vị vận chuyển nó không chịu nhận, cho nên là cần em mới đăng cho mọi người coi nha, chỉ đăng những cái món nhỏ 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 để cho tiện ship đi thôi, mong mong anh em thông cảm nha. Rồi ít máy câu hồ, máy nghe đĩa, máy hoa tiễn, máy biển, nó còn được ít rồi, máy thì không còn nhiều. Mồi biển, ơi lộn, em nhầm, mồi Orochi cá sắt đó, lưỡi BKK anh có đầy đủ, anh em cần thì liên hệ nha. Rồi bye bye, chào mọi người.